Xin chào mọi người, em xin giới thiệu đến mọi người cùng xem và thưởng lãm. Đây là một chiếc dầm trà, gọi là dầm tống của triều nhà Nguyễn, đặt đi xứ bên Trung Hoa vào giai đoạn triều nhà Thanh, thế kỷ thứ 19. Và đây là một trong những cái dầm trà mà có thể rất là nhiều người đang cần, bởi vì trong một cái bộ trà thì không thể thiếu được cái dầm tống, bởi vì cái dầm tống nó là để lên cái ly, để đặt cái ly tống. Thì cái dầm này là một trong những cái dầm mà vẽ rất là đẹp về vị vua Gia Long, một trong những cái vị vua mà có công thần lớn của Việt Nam và là người đầu tiên đặt tên từ Đại Việt chuyển sang nước Việt Nam chúng ta. Và đây là một trong những cái món đồ mà đồ cổ chuẩn chỉ 100% và tình trạng nó gọi là lành. Thì quý bác có nhu cầu mà mình sở hữu cái dầm tống này để mà ghép đôi vào cái bộ trà, hoặc là chúng ta để chơi nhỏ gọn cũng được thì rất là hay. Thì bác nào quan tâm thì cứ inbox cho em.